Dạ vâng, nhà em này vừa về một con hàng chiến lược để phục vụ các bác nhà mình đây. Ở trước này thì các bác nhà mình mua về có thể sử dụng để phục vụ gia đình cũng như là kết hợp khai thác kinh doanh dịch vụ thì rất là tuyệt vời. Một chiếc MPV 7 chỗ ngồi rộng rãi, đằm chắc các bác nhé. Ở trước này của nhà em là Innova, sản xuất năm 2013, trang bị động cơ là 2.0 số sàn bản E. Xe được mang ngoại thất màu bạc và nội thất là màu kem. À, chiếc xe này thì các bác cùng em đi một vòng để xem là form dáng cũng như là chi tiết ngoại thất. Qua một vòng xem còn đẹp không các bác nhé. Thì chiếc xe này thì mang ngoại thất màu bạc, thế nên là nó rất là sang trọng và cái màu này nó rất là sạch sẽ các bác nhé, rất là sạch sẽ. Sơn xi thì báo cáo với các nhà mình là nhà em đã sơn tỉa lại để cho chiếc xe nó về cái trạng thái hoàn hảo nhất cho các nhà mình. Các bác mua về chỉ việc sẵn sử dụng thôi các bác nhé. Thế nên là sơn xi thì căng bóng, sơn xi căng bóng các bác nhé. Xe 2013 rồi thì nó không thể tránh khỏi là xước sát và nhà em thì có sơn tỉa cho các bác nhà mình rồi. Các bác mua về cứ thế là sử dụng thôi. Thế nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp, bác chủ cũng đã dán phim cách nhiệt cho các nhà mình rồi. Và các bác nhìn cho em này, đèn đấy cũng như là mọi chi tiết mạ chrome còn rất là sáng bóng các bác nhé. Chiếc xe này thì bây giờ nhà em đang chào bán cho các nhà mình với mức giá là loanh quanh 3 đồng. Loanh quanh 3 đồng thôi. Bác nào quan tâm thì có thể nhấc máy alo cho bên em theo số hotline 0969 625 825, hoặc các bác nhà mình có thể qua xem xe trực tiếp tại địa chỉ lô số 9 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương các bác nhé. Ví dụ như các bác nhà mình mà không có điều kiện đến xem xe trực tiếp thì nhà em có hỗ trợ giao xe tận nhà để cho các bác nhà mình có thể xem xe. Thì các bác nhà mình mà quan tâm thì có thể liên hệ cho bên em. Và các bác nhà mình đang xem video thì đừng quên cho nhà em xin một lượt follow, một lượt đăng ký để các bác nhà mình không bỏ lỡ những cái buổi lên sóng tư vấn trò chuyện của Sơn Lướt 34. Nhà em thì có hai khung giờ để lên sóng, đó là 12 giờ trưa và 19 giờ tối các ngày trong tuần các bác nhé. Dạ vâng, vừa rồi thì em đã quay một tổng thành form dáng một vòng để cho các nhà mình tham khảo chiếc Innova 2013 các bác nhé. Bây giờ thì các bác cùng em đi chi tiết về chiếc xe, nội ngoại thất cũng như là trang thiết bị khoang máy của chiếc xe các bác nhé. Xem rằng là 13 năm sử dụng thì em nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì các bác có thể quan sát đây. Đây là cái mặt cảng ca lăng của chiếc xe. Có những cái thanh mạ chrome sáng bóng to bản các bác nhé, giúp chiếc xe này nhìn nó rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cho em này, cực kỳ đẹp, logo Toyota thì đặt ở giữa. Và các cái thanh nhựa màu đen ở dưới các bác nhé, ở hốc dưới này. Đấy, còn rất là đẹp và màu nó rất là đậm màu các bác nhé, không bị phai màu này, không bị dập gãy. Đấy, một chiếc xe 2013 còn rất là đẹp. Chóa đèn các bác nhìn cho em cái đèn pha đây. Chóa đèn thì còn trong, còn trong các bác nhé, chưa có vết chày vết xước cũng như là chưa bị ngả vàng. Chiếc này thì được trang bị là đèn pha là đèn halogen, có xin nhan tích hợp luôn ở trên đèn rồi các bác nhé, xin nhan tích hợp trên đèn cũng như là bác chủ đã lên cho các bác nhà mình một dàn đèn gầm này, đèn gầm màu vàng các bác nhé, đèn phá sương mù. Đấy, cực kỳ là tiện lợi luôn. Các bác nhà mình mà đi trời tối hoặc là các bác nhà mình đi cùng các cái cung đường đồi núi thì có đèn phá sương mù này thì nó hỗ trợ cho các bác nhà mình lái an toàn hơn các bác nhé. Tiếp theo thì các bác có thể quan sát cho em cái la răng đây. Chiếc này thì được trang bị la răng là 15 inch. Đấy, 15 inch các bác nhé. Và quan sát ở đây thì là có hai phanh đĩa là đằng trước các bác nhé, đằng trước là hai phanh đĩa. Chiếc này thì dàn lốp cũng còn tương đối các bác nhé, còn tương đối ạ. La răng thì là la răng đúc dạng đa chấu, kích thước là 15 inch rồi. Dàn lốp còn tương đối các bác nhé, các bác mua về là chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Xin nhan thì được đặt ở bên lề cho các nhà mình này, xin nhan ở bên lề. Tiếp theo thì các bác quan sát cho em, chiếc này thì được trang bị là bốn tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này, bốn tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng. Bác chủ cũ đã lên cho các bác nhà mình vè che mưa rồi các bác nhé, vè che mưa rồi. Tiếp theo thì các bác cùng em đi vào bên trong nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì các bác nhìn cho em, đập vào mắt của chúng ta nó là cái vô lăng. Vô lăng thì các bác nhìn cho em này, đây là góc 9 giờ và góc 3 giờ đây. Còn rất là đẹp các bác nhé, còn rất là đẹp. Duy nhất có một chút điểm trừ thôi là cái logo Toyota này nó bị bong các bác nhé. Về cái vấn đề này thì các bác nhà mình có thể quan sát ấy, thì rất là nhiều chiếc xe nó có cái phần logo ấy nó tương đối là kém các bác nhé. Và chiếc này thì có cả loa chét cho các bác nhà mình này. Bác chủ đã trang bị cả loa chét rồi. Tablo đây em quay cho các bác nhà mình nhá, cực kỳ là đẹp luôn, chưa hề có dấu hiệu bị bạc màu. Bạc màu
cái phần này là cái phần mà các bác nhà mình nếu mà để ngoài nắng nhiều là cái phần mà tiếp xúc với nắng nhiều nhất các bác nhé, và rất dễ bị bạc màu. Thì chiếc xe này còn rất là đẹp, màu rất là đều và rất là tươi các bác nhé. Bác chủ cũ đã lên cho các bác nhà mình đây cam hành trình. Đấy, cam hành trình này, màn hình Android giải trí, các bác nhà mình có thể là nghe nhạc, xem phim cũng như là chỉ đường các bác nhé. Đấy, đây các bác quan sát cho em, đây là bên phụ các bác nhé, tabli bên phụ đây, ghế da đây, ghế da thì còn căng, và bác chủ đã lên cho các bác mình một bộ ghế da màu be cực kỳ là sang trọng và rất là sang chảnh các bác nhé. Màu be này thì rất là sang chảnh. Đấy, còn căng đét luôn. Củ số đây, các bác quan sát cho em củ số này. Đấy, hộp số 6 cấp các bác nhé, hộp số 6 cấp. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì các bác quan sát cho em cái ghế lái đây. Đấy, vẫn còn căng và rất là đẹp. Bác chủ rất giữ gìn. Ở chiếc này thì có trang bị là gương kính chỉnh điện các bác nhé, gương kính chỉnh điện. Đấy, kính đây. À, gương đấy các bác nhé, đây là kính này. Đấy, có kính lái là kính auto. Tiếp theo thì các bác quan sát cho em này, về cái vấn đề mà đây, ốc bản lề đây, các bác nhìn cho em này, ốc bản lề đây chưa có dấu hiệu vặn mở các bác nhá, chưa có dấu hiệu vặn mở, vẫn còn sáng choang. Đấy, vẫn còn tem mác từ nhà máy này, tem mác từ nhà máy. Về cái vấn đề mà chiếc xe này thì anh em sẽ có cam kết bằng văn bản giấy tờ cho các bác nhà mình là xe không đâm xô, không tai nạn các bác nhá, không ngập nước. Đấy, cột kèo keo chỉ nguyên zin. Và đây là hàng ghế thứ hai của em nó này, các bác nhìn này, hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi, và chiếc này thì có điều hòa 3 vùng các bác nhá, điều hòa 3 vùng luôn. Đấy, đây này, cửa gió điều hòa ghế thứ hai đây. Đấy, và các bác có thể quan sát đây, trần thì bác chủ cũ đã lên cho các bác nhà mình là bọc trần ni lông rồi. Đấy, giúp chiếc trần nó sạch sẽ các bác nhá. Đấy, sạch sẽ. Và đây, cửa gió điều hòa ghế thứ ba đây các bác nhá. Và các bác nhìn cho em hàng ghế thứ ba này. Đấy, gần như là mới tinh các bác nhá. Hơi tối một chút các bác có thể thông cảm giúp em. Đấy, thế nhưng mà các bác nhìn cho em này, gần như là mới tinh, vì cái hàng ghế thứ ba này bác ấy đa phần là toàn treo thôi các bác nhá, toàn treo thôi. Đấy, có cả cửa gió điều hòa thứ ba. Không gian của Innova thì vô cùng rộng rãi rồi. Đấy, bác nào mà đã sở hữu Innova thì các bác nhà mình sẽ hiểu, hoặc các bác nhà mình mà ngồi thì có thể so sánh với những chiếc xe MPV 7 chỗ khác, thì chiếc Innova này là một trong những chiếc xe rộng nhất trong phân khúc các bác nhá. Đấy, và tiếp theo các bác quan sát cho em về phần đèn hậu của chiếc xe các bác nhá. Các bác nhìn cho em này. Đấy, đèn hậu trong vắt luôn. Và bác chủ cũng đã ốp cả bảo vệ cái đèn hậu cho các bác nhà mình. Đấy, rất là cẩn thận luôn ạ. Về phần cốp xe thì các bác quan sát cho em có một cái thanh cản mạ chrome to bản. Đấy, sáng bóng, có in chữ Innova các bác nhá, có in chữ Innova. Giúp chiếc xe này nó có điểm nhấn hơn và nhìn chiếc xe nó khỏe hơn các bác nhá. Đấy, cũng như là đèn phanh thì được đặt ở trên cao cho các bác nhà mình này. Đấy, đèn phanh được đặt trên cao. Và các bác có thể quan sát tổng thành cho em, chiếc này cũng được trang bị cho các bác nhà mình là cam lùi rồi. Đây là cái chóa đèn pha ở bên phụ các bác nhá, bên phụ đây cũng rất là sáng các bác, và rất là đều nhau. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, chứng tỏ bác chủ rất giữ gìn và chăm xe, ốp cả bảo vệ cho các bác nhà mình. Vừa rồi thì em đã quay tổng thành form dáng cũng như là trang thiết bị nội ngoại thất của chiếc xe Innova sản xuất năm 2013 để cho các nhà mình cùng tham khảo. Đấy, bây giờ thì các bác cùng em đi chi tiết về bên trong khoang máy của chiếc xe, được ví như là một trái tim của chiếc xe các bác nhá. Đấy, các bác cùng em đi về bên trong động cơ của chiếc xe nào. Dạ vâng, đây là khoang máy của chiếc xe các bác nhé. Đấy, các bác có thể quan sát cho em này. Đấy, khoang máy của chiếc xe cực kỳ là sạch sẽ và rất là sáng các bác nhé. Các bác nhìn cho em này. Đấy, từ những cái máng nước đây. Đấy, các bác nhá, nguyên bản, nguyên zin theo xe. Nếu mà như tai nạn hoặc là va chạm thì sẽ từ bên ngoài vào bên trong. Đấy, thì cái máng nước nó không còn nguyên zin các bác nhá. Đấy, nhưng mà chiếc này của nhà em là nguyên zin. Và các bác quan sát cho em này, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ thì không mất các bác nhá. Đấy, keo chỉ lắp cabo này, các bác nhìn cho em này. Em quay rất là chậm để các bác có thể quan sát nguyên zin nguyên bản. Ốc cabo thì chưa ra. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Một chiếc xe mà chạy là 18 vạn các bác ạ, 18 vạn. Nhưng các bác nhìn cho em cái khoang máy này. Đấy, vẫn còn sáng choang các bác nhá, sáng choang luôn. Đấy, em quay rất là chậm để cho các bác nhà mình có thể là xem thật là kỹ. Đấy, chi tiết về chiếc xe các bác nhá. Đấy, cả bên này nữa các bác nhá.
À, dạ vâng, vừa rồi thì em đã quay khoang máy để cho các nhà mình cùng tham khảo. À, bác nào mà quan tâm đến chiếc Innova sản xuất năm 2013, trang bị động cơ là 2.0 số sàn bản E thì có thể liên hệ ngay cho nhà em theo số hotline 0969 625 825 các bác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình tại video tiếp theo của Xe Lướt 34 ạ.